niềm vui và nỗi buồn luôn đi đôi. Khi một người sống thất thế, nghèo như tôi là bệnh tật, hết đi tuổi xuân rồi. Bây giờ tôi chỉ còn sống để chờ chết thôi, bởi cái tuổi của tôi gần đất xa trời. Rất đau lòng tổn thương tất cả bởi vì nghèo mà ra. Đang rất là bị hoang mang, rất buồn. Đang kẹt vào một cái thế kêu bằng bế tắc, tim đập mệt. Cho nên tôi không có vui vẻ gì hết. Nếu tôi sống ở đây tiếp tục mà tôi ở trong nhà ấm cúng, bé sóc của tôi lại bị đói khổ lang thang ngoài đường, lỡ nay mai nó lại bầu bì sanh đẻ nữa thì làm sao, quá tội nghiệp. Tôi không thể ích kỷ cho riêng mình, nhưng tôi không đi làm ra tiền để mua được cái nhà cho em ở, thật đau lòng lắm. Tim tôi bị cắm một con dao vô rất đau độc, rất tủi, rất buồn, rất khó chịu. Tôi mất bé sóc bôi một cách vô lý, không biết em đi về đâu, không biết nó lạc hay nó bị chết, nó bị thương, bị gì, không còn thấy nó nữa. Hôm nay tuần lễ thứ ba rồi, tôi nhìn tới nhìn lui, tôi muốn dọn ra khỏi cái phòng này, nhưng tôi nghĩ lại đi đâu cũng buồn như nhau. Bởi có đi tới một cái chỗ khác, cái phòng đẹp hơn ở đây, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh, sang trọng, có những cái tiện nghi đi nữa. Nhưng còn bé sóc của tôi, bỏ nó tội nghiệp, nó đâu có làm gì nên tội mà bỏ nó quá tội, tôi bỏ không được. Cho nên tôi quyết định thôi, tôi ở đây, cho dù tôi có quỳ lại với chủ nhà, với hàng xóm, tôi làm mẹ mà, con tôi là trên tất cả, bé là trên tất cả, tôi nuôi nó tội nghiệp nó sống nhờ từng muỗng sữa, từng muỗng súc, nhờ tình thương. Nó lớn lên nó vô tội, vì tôi nuôi hai đứa nó ở với nhau, nó sanh ra con nó càng tội nghiệp vô tội. Một cách vô lý, nếu tôi có nhà thì không có bé nào chết. Năm đứa xinh xắn, đáng yêu, mạnh khỏe, vô tư, tự nhiên đùng một cái, chưa đầy một tuần chết. Lãng xẹt, chết một cách oan ức, tội nghiệp, chết một cách uất ức, đau thương, chết một cách tàn nhẫn, không diễn tả. Tôi bị sốc nặng từ hôm bữa tới giờ, bởi vì tôi nhớ từng ánh mắt các bé, mà cái bé bị chết ngay tại trong phòng này rất yếu nhất trong năm đứa. Nó khỏe mạnh nhưng nó vẫn yếu ớt, tức là nó chậm chạp, nó không lanh lẹ như mấy bé kia. Rồi các bé kia thông minh học về đây lấy đồ ăn, tôi mừng trong nước mắt, nửa mừng nửa lo với nhà của người ta. Rồi thì cái hạnh phúc của tôi đơn sơ được mấy ngày bị cướp lấy, chó tấn công dồn dập, người tấn công tôi, hàng xóm lấy tráp lấy bẫy để bẫy từng em, để bắt các em xa tôi, giết từng bé một, những em tôi nuôi ở đây và những em ngoài đường. Các em không có cái tội gì, chỉ đói tới xin ăn, chỉ tụ tập tới xin ăn mà bị một cái ánh mắt của con người ích kỷ, bệnh hoạn, không sống không có một nghĩa tình, sống không có một cái tình của con người đối với một con thú, đi ức hiếp một con thú chỉ có một gang tay, đói để mà xin từng bữa ăn. Có những bé sóc con không có sữa mẹ, sữa mẹ cho bú có giới hạn, rồi dứt sữa bỏ đó, em không có đủ dinh dưỡng, em cần phải bú một thời gian tiếp hoặc là ăn. Không đồ ăn thức uống làm sao mà chống chọi được với cuộc sống thiên nhiên tự tự do của nó, tự tại, cái gọi là cái hoang dã, cái tự nhiên của một con thú bắt buộc làm sao chiến đấu với đồng loại, cùng với những con vật khác giống như con chó tấn công, làm sao mà trèo mà chạy kịp. Nên tôi mới bồi dưỡng bữa ăn, tôi lấy tất cả tiền có thể tôi cho bữa ăn, nhưng nợ đồng nào cướp thì sinh mạng của các em, thùng đồ ăn ở đây mà các em không còn cái mạng để được ăn, giờ sơ xác tiêu điều. Tôi bước ra khỏi cái nhà này thì kẹt em sốc ở lại bên ngoài rất tội nghiệp, không có tôi thì nó ở đây nó ăn ở đâu, tội nghiệp nó. Tôi đi thì tôi đi không được, tôi ở thì ở không xong, tôi ra thì ra không được, tôi không có cái nhà. Tôi vừa định đáp chuyến máy bay tới Việt Nam gặp Ngọc Sơn, quỳ đằng trước cửa để ăn xin tiền bố thí, tiền từ thiện của Ngọc Sơn. Tôi chưa kịp thực hành thì bị thằng khốn kiếp Quý Ngọc nó chặn đầu chặn đuôi,
nó lôi kéo vô bao thóp, nó xóa hết kênh của tôi, nó làm nhục tôi. Thật là vô lễ, nó không diễn tả được. Tôi có thể dùng tất cả cuộc đời tôi hy sinh cho quần chúng, tôi xin bề trên, tôi sẵn sàng cho tuổi thọ của tôi cho các bé sống, để tôi cứu được bé nào tôi cứu. Đời làm người một lần sống, một lần chết, tôi rất buồn. Phải chứ tôi có cái nhà, giờ này tôi kêu ai, nói với ai đây, tôi mua giấy số ngoài công chúng, tôi không quen biết ai, từ nhỏ tới lớn tôi qua đây. Tôi không có một ai bên cạnh, tôi không có tiền bạc để mua được một cái nhà cho tôi. Chẳng có một ai giúp tôi hết. Bây giờ tôi phải sống như thế nào? Người ta như tôi là nhảy lầu tự giận. Người ta tự giận lâu rồi, chết lâu rồi. Tôi bây giờ tôi đau lòng lắm. Con bé sống, nó sống nhờ tình thương của tôi, bé vô tội. Bé không có làm gì có tội để bỏ nó chứ. Chỉ vì tôi nghèo thôi. Tôi chỉ mong trúng vé số cho tôi được một cái cơ hội giúp các em. Tôi chưa kịp trúng, chưa có nhà, là bị giết từng đứa một, bị giết sạch đó. Thật đau lòng, xót xa. Tôi định làm live show giúp cho Ngọc Sơn con đường sự nghiệp. Tôi giúp là tôi đưa lên 14 năm, tôi biết tôi làm gì, tôi sắp xếp hết. Phá nát hết của tôi, chận đầu, chận đuôi, quậy phá của tôi. Thật buồn. Cái gì cũng không theo ý, tôi rất đau lòng. Nếu tôi nằm đấy, tôi là một con người ích kỷ, chỉ biết riêng mình thì nói gì nữa. Tiền bệnh tật không phải của tôi, cái phòng này không phải của tôi. Ngay cả các em sốc cũng vậy, luật pháp cướp của tôi vô lý. Khi em không có sữa mà nằm thoi thóp chờ chết, không có đồ ăn, em kiệt sức một em sốc nhỏ. Lúc đó còn chưa có cho nuôi chó, nuôi ở đây những con thú khác. Cái nơi này đỡ một cái đó thì tôi mới cứu được. Không ngờ tôi bị sốc nặng khi mà năm bé sốc con dễ thương, xinh xắn đáng yêu, xoe tròn con mắt nhìn tôi thật ngây thơ dễ thương. Thật tội nghiệp, thành công một cái đùng giết chết hết trơn, giết đứa bị thương tàn tật vô tội, mát me một ánh mắt nhìn tôi thật đau đớn. Rồi một em thì chết, máu mũi máu miệng ngay trong cái phòng này, khi vào lấy đồ ăn thật mà đau lòng xót xa. Thật đau lòng xót xa vì bị đồng loại cắn. Ở kiếp, bé còn ngây tơ non dại có biết gì hết. Thật đau lòng. Một ngày cũng là cái nghĩa có nhau cái duyên. Thà tôi không biết, không nghe, không thấy, tôi buồn lắm. Tôi nói cho anh biết nè Ngọc Sơn, trái đốt thơm không bao giờ làm tổn thương anh và công việc làm của anh đâu. Tại anh trẻ con, anh khờ, anh không nhìn cái chiều sâu tôi đang giúp anh. Anh tưởng trên cái YouTube này tôi làm gì đụng chạm đời tư anh à. Anh tưởng tôi đụng tới anh, đụng chén cơm, đụng sự nghiệp, anh lo lắng. Anh trẻ con hoang mang như ngày xưa, anh trẻ con trong bao thóp vậy. Anh khờ, cũng khờ vừa vừa cho người ta khờ phụ với anh. Hãy Ngọc Sơn, tôi hại anh làm gì trên cái YouTube mà anh tào lao. Buồn vô cùng buồn mà tim nằm mệt. Ai vui ở đâu còn tôi khi con người không sự nghiệp trắng tay, không nhà, không cửa. Sức khỏe thì không được tốt, tuổi xuân thì hết, thật đau lòng. Đứng ở ngã ba đường đi đâu đây, dọn đâu cũng buồn với nhau. Tại vì có dọn đi đâu bé sốt của tôi nó kẹt lại ở đây. Nó có biết gì đâu. Nó bây giờ nó đớt, nó không dễ đụng, dễ bắt, nó cắn chết, nó cắn bầm người mầm cặp hết. Nó có quen đụng chạm, nó ngại, nó sợ tội nghiệp nó. Nó vô tội, nó chỉ là một con thú hoang dã thôi. Dù sao cái bản chất của nó lương thiện hoang dã của nó để yên cho nó. Bây giờ chỉ có nó có cái nhà rồi cố gắng, rồi nhờ người chuyên môn phủ bắt nó đưa qua nhà mới, rồi thả nó cho nó yên tận tội nghiệp nó. Mà bây giờ vuông hoài vé số công chúc để đáng lớn thì mua tiếp thôi. Gặp ở trong báo thoát có nói được câu nào với nhau đâu. Gặp cái nít thì thực tế đâu phải là hộp ẩu gì đâu mà chẳng biết ai đi. Sợ mấy đứa bao tốt nó lấy cái logo Star Wing TV nó làm bậy làm bạ. Sự nghiệp đâu phải dễ mà có được. Nó mượn cái tên nít và nó cứ giả thần giả quỷ là Ngọc Sơn mà lại rung rồi phiền tới nghề nghiệp. Tôi bức xúc và tôi nhìn vô một phần thì một phần, trời ơi cái kênh tôi mất sạch hết.
mấy cái video công bạn đời tư, mà riêng mà cái mấy cái chuyện tôi với hàng xóm này, cái tôi đang xử lý với bên chủ nhà cảnh sát, cái tự nhiên nó làm mất sạch của tôi hết trơn, rất là bực mình. Thì tôi la rầy, tôi la vì một chữ nhân tôi chứ tôi ăn uống cái gì. Tôi tưởng thằng Quý Ngọc nó sửa đổi nó dễ thương rồi, nó tôi còn ca tụng nó trong bụng, mà để có dịp tôi đi Việt Nam kỳ là tôi điện nó đi chung chứ gì hết. Nó xóa sạch lên, nó ngồi đó nó bung chữ lên rồi nó nói có anh ba bên cạnh, sao tôi biết được cái đó là nick nào của ai. Trước khi trách người phải tự trách mình, làm sao tôi biết ai ra. Tôi nóc lên, tôi nóc làm gì, cái room MTV là không thể nào mở lại được. Muốn mở phòng thì tìm một cái tên khác mà đập làm cái room mới mẻ, một chương trình khác, chứ đâu có thể nào nhập cái chương trình ngày xưa ngồi tù mà tội mang tay mang tiếng mà cái tù chính trị là bị tẩy chay một thời ở trong Việt Nam lại mở lại là sao. Không biết anh nghĩ như thế nào mà anh đồng tình với nó, anh ngồi chung anh cũng không nên nữa. Anh phải biết cái quá khứ anh đã bị những cái không hay rồi, sự nghiệp anh bây giờ lên cao đang trở lại, anh ngồi nó tự hại chết anh, cắt đầu cho những cái bậy dẫn dắt anh tầm bậy. Thì tôi không giận, tôi chửi thằng Quý Ngọc, tôi chửi ai. Nó ở Mỹ nó muốn gì cũng được, cái về Mỹ nó không phải người nổi tiếng, nó không phải là cái gì trong Việt Nam, những anh đang kẹt ở trong Việt Nam. Anh vô anh cắt đầu để anh dốc con CEO Phương Hằng bị bắt à. Người ta ngồi karaoke tụ tập chơi có mấy người mà đem một vài cái chuyện lên án, người ta góp ý chung sức để mà lên án tại nạn xã hội thôi, mà còn bị bây giờ không ra tù dễ dàng. Và thằng Quý Ngọc nó ngồi đó nói với anh mở cái phòng, anh tưởng thằng dễ ăn lắm hả Ngọc Sớt, anh quên cái bao thoát này 90% là dân chống cộng à. Anh có cái tiểu sự nằm trong á, cái đồn công an, anh là mở cái phòng đánh phá chính quyền Việt Nam, tổ chức chống cộng, anh quên à. Anh không tổ chức thật sự nhưng anh chứa người chống cộng, anh có dây mơ rễ má rồi, anh quên à. Bao nhiêu năm qua cũng vì cái vụ này, chuyện này mà tôi trận giúp cho, tôi cứu cho, mở phòng không lại người ta, tôi chỉ cho mở phòng g không chịu. Anh một hai giang hồ nghe lời xúi dục hết đứa này đứa kia, thằng biết ông nó ăn rồi tối anh nó suối anh mở cái phòng giang hồ, mà giang hồ là kỳ này anh đi tù chỉ qua dân chơi, bởi luật mạng đã ra không còn như ngày xưa, luật mạng đã sửa lại, luật thế giới online, những cái mạng, những cái chuyện xảy ra bây giờ là đi tù. Anh muốn ngồi tù hay sao vậy Ngọc Sơn? Tôi nói được rầy la như vậy tôi lớn tiếng, không phải là tôi nặng lời muốn đụng chạm hay là theo tiếng Việt anh nói tôi hộp hào gì với anh, mà vì tôi muốn anh bỏ offline là không có được. Tôi biểu anh thời gian này không có xuất hiện trong bóng tối, nó phá anh, nó phá tôi là nó gài anh đi vô là sao. Nó muốn vô thì một mình nó vô, nó kéo anh vô làm gì. Tôi biểu anh là phải chờ tôi bên Việt Nam, nó chậm đầu chậm đuôi, cái số comment của tôi nói chuyện với anh, số hết kênh của tôi, nó nhào vô, nó kéo anh vào, nó thể hiện cái gì cho tôi, thể hiện để nó đưa anh vô tù kỳ này, nó cướp tài sản anh đó hả, hay cướp nhà anh, thể hiện cái gì với tôi. Thiệt là vô lý sức à. Tưởng đâu nó đổi nghề, đổi tính, nó ngoan rồi, nó biết nên thân rồi. Cái phòng đó nằm trong cái tù treo chính trị, quên à. Mà nước Việt Nam một cái tù treo nó nằm trong lý lịch hồ sơ rồi, trong cái đồn công an có một cái record rồi đó, thì phải cẩn thận rồi. Tôi nhắc anh đó, tôi nhắc nhở anh hoài để anh đừng có quên. Anh ngồi kế bên cái nít đó, anh cũng nhà văn miệng, đừng có để người ta đào bới là cái quá khứ của anh không có những cái gì hay do tại báo thốt. Mình chơi đã chơi đủ rồi, còn làm ăn ra làm ăn. Muốn mở cái bồng hốt cách làm ăn là phải dẹp đi cái quá khứ, sửa lại tất cả, làm lại từ đầu, đổi một cái tên mới hoàn toàn, nít mới hoàn toàn, chương trình mới hoàn toàn. Rồi có chương trình gì có tôi bên cạnh tôi yểm trợ, tôi còn định coi như thế nào cho nó một cơ hội. Chứa gì hết, tao nó nhảy trước, tôi có chửi trước à, nó hộp à. Bao nhiêu lần rồi, không có gì mới hết.